Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Điều gì đã làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không? Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là niềm kiêu hãnh, là bài học quý giá về sức sáng tạo, lòng dũng cảm và chiến thuật quân sự chống tiến công hỏa lực đường không của quân và dân ta. Tiên lượng sớm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng sự mẫn cảm của một nhà chiến lược quân sự thiên tài, với tầm nhìn xa, nắm vững tình hình địch, ta, lường trước thủ đoạn của kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những tiền lượng từ rất sớm, khoa học và chính xác về âm mưu sử dụng máy bay chiến lược B-52 đánh phá miền Bắc của kẻ thù. Người cùng Trung ương Đảng đã trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho quân và dân ta chuẩn bị về tư tưởng, lực lượng, xây dựng thế trận phòng không nhân dân, sẵn sàng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng các loại vũ khí tối tân của địch, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân, nhớ lại Bác Hồ đã có những dự kiến rất sớm để hình thành chiến thuật đánh thắng B-52. Năm 1965, người nhấn mạnh, dù Mỹ có B-57, B-52 hay B gì đi nữa, ta cũng đánh, mà đánh là nhất định thắng. Các chú muốn bắt cọp, phải vào tận hang. Người nói, cuối năm 1967, Bác đã nhận định, sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh phá Hà Nội, rồi có thua, nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình hình này, càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị. Mỹ nhất định sẽ thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Tinh thần đó đã được quán triệt đến các cán bộ chiến sĩ toàn quân chủng phòng không không quân, trở thành ý chí sắt đá, sáng tạo trong chiến dịch 12 ngày đêm. Không những trong quân đội mà nhân dân cũng quyết tâm tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu kể, thấu hiểu lời dạy của Bác, năm 1966, Quân chủng Phòng không Không quân đã đưa Trung đoàn 238 bí mật cơ động vào chiến trường Vĩnh Linh nghiên cứu tìm hiểu quy luật hoạt động, cách đánh phá của B-52 để từ đó tìm ra cách đánh thích hợp. Đêm ngày 7 tháng 9 năm 1967, Trung đoàn 238 đã tiêu diệt được hai máy bay B-52. Đây là cơ hội để rút kinh nghiệm biên soạn cẩm nang đánh B-52. Theo Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, phương án tác chiến đánh B-52 đã có từ năm 1968. Và đến tháng 9 năm 1972, phương án hoàn chỉnh được phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm dám đánh và quyết thắng. Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh phá Hà Nội, rồi có thua, nó mới chịu thua. Mỹ nhất định sẽ thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói cuối năm 1967. Cuối tháng 11 năm 1972, phương án cuối cùng đánh B-52 đã được Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng và tập thể lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu trực tiếp thông qua, sau đó được Đại tướng Võ Nguyên Giáp phê chuẩn. Từ đó, chúng tôi lập kế hoạch đánh B-52 và hoàn toàn chủ động. Đêm ngày 18 tháng 12, lúc 19 giờ 15 phút, được tin B-52 cất cánh từ đảo Guam, toàn thể quân chủng và nhân dân sẵn sàng. 20 giờ 13 phút, tiểu đoàn 59 tên lửa thuộc trung đoàn 261 đã bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên rơi ở cánh đồng Chuông, Phủ Lỗ, Kim Anh, nay là Sóc Sơn, Hà Nội. Tiểu đoàn 77 thuộc trung đoàn 257 bắn rơi B-52 tại chỗ. Đêm ngày 18 tháng 12, toàn quân chủng và nhân dân đánh thắng B-52 trận đầu, lập nên Điện Biên Phủ trên không. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là thắng lợi về chính trị, quân sự, ngoại giao, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cũng như tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng, sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Chiến thắng này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân thủ đô Hà Nội và đồng bào cả nước. Cùng với sự ủng hộ, động viên của bạn bè quốc tế, nhất là Liên Xô đã giúp đỡ ta về tên lửa, radar, không quân, cán bộ kỹ thuật. Không sợ bị bắn rơi, chỉ lo B-52 chạy mất. Trung tướng Phạm Tuân, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên phi công đoàn không quân Sao Đỏ vẫn nhớ như in về pháo đài bay B-52. Loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa, cự ly bay hàng chục ngàn km, mang tới 30 tấn bom, xen kẽ bom tấn, bom tạ, bom bi,
một top 3 chiếc B-52 có thể san bằng diện tích 2 km². Vì vậy, máy bay ném bom hạng nặng này được dùng để ném bom chiến lược các mục tiêu diện rộng sân bay, thành phố, trung tâm chính trị, bến cảng và khi bị đánh thì hầu như các mục tiêu bị phá hủy. Bom tấn phá hầm ngầm, bom tạ phá hầm trú ẩn, bom bi sát thương người khi không còn chỗ trú ẩn. Ngoài ra, B-52 còn sử dụng cả tên lửa, đồng thời B-52 lại được bảo vệ bởi các máy bay tiêm kích đánh vào trận địa tên lửa. Ném bom các sân bay không cho tiêm kích của ta cất cánh. Máy bay B-52 được yểm trợ rất mạnh, lại bay ban đêm, gây nhiễu radar, nhiễu mục tiêu. Ngoài ra, bản thân B-52 được trang bị tên lửa mồi. Nếu MiG-21 của chúng ta bắn tên lửa thì B-52 thả tên lửa mồi. Chưa kể B-52 cũng được trang bị súng phía đuôi, có khả năng tiêu diệt máy bay tiêm kích. B-52 còn được bảo vệ bằng các máy bay chiến đấu, tiêm kích đánh chặn, đánh ngay vào mục tiêu như sân bay, trận địa tên lửa. Vị tướng không quân nhớ lại, một trong những khó khăn lớn nhất đối với bộ đội không quân là khi đó các sân bay chiến đấu của ta bị phá hủy rất nặng nề. Vì vậy, không quân phải tập bay ở những sân bay ngắn, mới làm ở các nông, lâm trường, sân bay vòng ngoài, sân bay dã chiến, tập bay thấp, bay cao, cất cánh trong những điều kiện khó khăn để có thể tiếp cận nhanh được B-52. Những thời điểm như vậy đòi hỏi không chỉ ý chí mà cả trí tuệ, sự sáng tạo của không quân nhân dân Việt Nam. Trong 12 ngày đêm, Mỹ sử dụng 193 B-52 và hơn 1.000 máy bay chiến thuật. Trung bình, mỗi đêm đánh vào Hà Nội 50-70 lượt B-52, cao điểm lên đến 100 lượt B-52. Ngoài ra, mỗi đêm trung bình 300 lượt, cao điểm 450 máy bay chiến thuật đánh phá để yểm trợ. Như vậy, bầu trời Hà Nội mỗi đêm có 200-300 máy bay, có thể thấy mức độ đánh phá dày đặc như thế nào. Lúc đó, chúng tôi không sợ bị bắn rơi, nhưng mỗi nơi bị chậm đi một chút, mình không đuổi được B-52. Trung tướng Phạm Tuân nói, việc xác định được chính xác vị trí của B-52 là rất khó, đòi hỏi sự chủ động của phi công để vượt qua, chúng ta cất cánh ở sân bay mà địch không ngờ tới để không bị chặn ở đầu đường băng. Tôi cất cánh đêm ngày 17 tháng 12, anh Thiều đêm ngày 18 tháng 12, mang máy bay về sân bay Cẩm Thủy, không cất cánh ở Hà Nội. Đấy là cách để chúng ta tránh địch chặn đánh ở ngay sân bay. Khi lên trời rồi, phi công phải nhanh chóng đi vào điều kiện thuận lợi, phán đoán được F4 thường chặn ở đâu, tầm cao nào để tránh. Từ tất cả những kinh nghiệm đó, xây dựng thành phương án bay để tránh F4. Tôi bắn B-52 xong rồi mà F4 vẫn ở đằng sau nhưng không làm gì được. Trung tướng Phạm Tuân hồi tưởng, khi nhìn thấy B-52 không chỉ hồi hộp mà còn lo, bởi nếu sơ hở một chút, bật radar sớm thì F4 sẽ đuổi theo và bắn, B-52 chạy mất. Lúc đó tôi chỉ sợ B-52 chạy mất, còn F4 xung quanh rất nhiều. Tôi báo về sở chỉ huy, còn mình chỉ hướng vào chiếc B-52 phía trước. Cố gắng làm sao để đạt tốc độ nhanh nhất, dù bay với tốc độ 1.600 km/h mà vẫn thấy chậm vô cùng. Đến khi phóng được quả tên lửa đi mới thở phào nhẹ nhõm và lúc ấy thì mặc kệ F4 xung quanh, không còn lo lắng gì nữa. Trung tướng Phạm Tuân nhấn mạnh, trong chiến dịch này, nhiệm vụ chính, quan trọng nhất của lực lượng phòng không không quân là bảo vệ mục tiêu, chặn máy bay ném bom phá hoại. Địch định bắn san phẳng Hà Nội, nhưng trong suốt 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không thì Hà Nội chỉ chịu 2 vệt bom B-52. Chính là bởi vì lực lượng phòng không không quân đã đánh B-52 khi chúng mới bay vào, còn cách xa Hà Nội. Tất nhiên, nếu chúng ta không bắn rơi B-52 thì nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu cũng không thể hoàn thành. Trung tướng Phạm Tuân nói. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!